Không biết là như thế nào các bạn có đồng quan điểm với Phương không, nhưng mà tâm lý chung của người phụ nữ á, là cho dù là có thể là mình đạt được ước mơ hay làm một cái gì đó, nhưng mà cái cuối cùng mình vẫn mong muốn một cái sự gì đó là ổn định. Ổn định ở đây không có nghĩa là phụ thuộc, bởi vì khi mà mình đã chấp nhận mình, cá nhân Phương á, Phương rất là thích làm việc nội trợ, nhưng mà cái vấn đề là mình sắp xếp nó như thế nào và mình chọn lựa nó như thế nào. Có thể là Phương đi quay về mệt, nhưng mà Phương vẫn thích rằng là nếu như mà có một người để mà mình nấu cơm, để mà mình chăm sóc kiểu như vậy á, hoặc là mình Phương được đặc biệt danh là nữ hoàng dọn dẹp, tức là ngồi đâu cũng dọn dẹp được hết. Tức là cái đó là một sở thích luôn, tức là mình cảm thấy cái gì đó nó rất là thoải mái chứ không có phải vấn đề gì hết. Bữa nay em mời chị Phương qua nhà em chơi nha. Cho nên là Phương nghĩ là có thể là trong lúc này mình đạt được ước mơ, nhưng đến một cái giai đoạn nào đó mình cũng muốn ổn định. Những cái ổn định ở trên cơ sở rằng là không phải mình phụ thuộc và không phải là mình bị coi thường. Thì chắc chắn một điều rằng là người phụ nữ nào cũng có thể đảm đương được cái vai trò đó hết. Thật ra Bảo nghĩ là mình quan trọng lúc đó mình nghĩ là cái gì là cái điều mà nó quan trọng hơn vào thời điểm đó thôi. Tại vì người ta nói là phụ nữ có thể nữ tướng ở ngoài đường, có thể làm việc cái gì cũng được, nhưng mà về nhà miễn rằng là không có thể tiếp tục chăm lo cho gia đình của mình, cho chồng mình, cho con của mình, làm được vậy thì đàn ông chả bao giờ phàn nàn bất cứ chuyện gì cả. Đó, nhưng mà mình nói cái chuyện đó một cái số sau đi, một số khác đi. Còn bây giờ quay về cái chuyện gia trưởng của đàn ông nè. Bây giờ nè, kiểm tra điện thoại, kiểm soát mọi hoạt động của bạn trai. Ủa, ngược rồi. Ủa, ngược là rồi. Sao? Mà anh biết là từ từ để coi là câu chuyện của ai. Đó là câu chuyện của em là Gia Linh à. Nãy giờ mọi người kể là con trai gia trưởng đúng không? Nhưng mà em gặp cái tình trạng là con gái gia trưởng mà cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà không phải là em, bạn của em. Nhưng mà em ám ảnh luôn đó. Em đang nói giảm nói tránh phải không Linh? Thì không, nói thiệt là em không, em nói thiệt đi, không sao đâu. Em là một người không gia trưởng thật sự luôn. Nhưng mà em có nguyên tắc của em chứ không phải gia trưởng. Mà bạn của em là nó đúng gia trưởng luôn. Là cái tính tình bình thường của nó là luôn luôn kiểm soát người yêu và muốn người yêu làm theo cái quy định của nó rồi. Nhưng mà có một ngày á, là anh đó ảnh mới đi kiểu như là đi nhậu với bạn, đi ăn với bạn đó, nhưng mà bạn trong cơ quan là họp xong rồi đi, thì buộc là mình đi để mình có mối quan hệ trong cơ quan thôi. Thì nhưng mà nó không thích, đã nói với nó rồi, nhưng mà nó bảo là anh không có được nhậu, đi về đi. Tại nhậu không tốt này, em không thích con trai nhậu. Nhưng mà bình thường á, nó luôn nói người yêu của nó là phải, anh đàn ông là phải có nghề nghiệp này kia. Vẫn nói là phải có nghề nghiệp này kia. Nhưng mà khi anh ấy đi nhậu, đi giao lưu với bạn bè thì lại không thích. Và lại kêu là về đi, anh về thì em mới ngủ, còn không là em sẽ chờ cho tới sáng cũng được nữa. Cái xong một hai là gọi người yêu không nghe máy, nhắn tin không nghe máy. Nó tức, nó nói với em, nhưng mà em bảo là chỗ mình thì phải cho người ta có thời gian riêng này kia nữa. Thì sau đó về hả, là nó chờ khi nào người yêu về thì nó mới ngủ thiệt. Cái lúc về gọi điện bắt người yêu là phải nói chuyện, bây giờ anh phải dậy nói chuyện với em. Gọi điện thoại á, bây giờ một hai là anh nói chuyện không là sẽ kết thúc ngay bây giờ luôn. Cái người yêu kiểu say mà mệt mỏi quá, kêu em muốn gì anh đi ngủ, khóa máy luôn. Nó tức, nó cũng không được, nhưng mà lúc đó cũng chả ai thức để mà nói chuyện với nó, gọi em cũng không nghe được nữa. Thì xong sáng mai á, đúng là chia tay. Nhưng mà chia tay mấy bữa nữa lại quay lại, nhưng đến bây giờ cũng vậy luôn. Suốt ngày, ví dụ bây lâu giờ vẫn còn á? Vẫn còn. Lâu rồi. Thì chắc cũng một năm mấy em cứ nghe câu chuyện đó hoài luôn. Nhưng mà hiểu không anh? Rất là khó chịu luôn, mặc dù đôi lúc cũng có khuyên đó, nhưng mà nó không nghe, nó kêu tao thương thì tao mới như vậy. Nhưng mà em nghĩ là như vậy rất khó để mà hạnh phúc, em nghĩ không có cái kết. Nhưng mà nó tính ra con trai cũng thích kiểu con gái được quan tâm vậy á. Em nghĩ không có kiểu quan tâm như đó, nhưng mà không, thiệt nó bị lố quá. Không phải, ý là tùy chuyện thôi. Ê mà cho em hỏi xíu là cái chữ là gia trưởng là áp đặt, là cái đó là dành cho con trai hay là con gái? Bởi cả vì cả hai đều có. Con gái đều, tại vì nếu nghe là nghe cả hai đều có thể bị gái. Nếu như em kể trường hợp này của em là có không biết là phải đặt cái chữ gia trưởng nó vô cho con gái không? Tức là ngày xưa em rất là khó tính, đến cái mức độ mà bạn trai em ra đường mà mang dép kẹp em cũng không cho, quần áo từ trên xuống dưới là phải nghiêm túc chỉnh chu, áo là áo thun thì không được là xắn tay áo lên hay các thứ, và tuyệt đối không bao giờ được mang dép lê ra đường. Và em khó đến cả cái chuyện mà gặp mặt gia đình ăn uống bố mẹ. Tức là bên kia người Bắc, bên đây người Nam, thì bên kia ví dụ như Bắc, gia đình Bắc là ăn dỗ như thế nào thì bắt buộc phải làm y chang như thế. Còn gia đình Nam ăn dỗ như thế nào thì đến phải mua trái cây rồi cầm cái gì đó ra về là phải đúng quy tắc y chang như vậy. Vậy thì gia trưởng rồi đó chị. Cái này gia trưởng hả? Cái này là gia trưởng đó nè. Cái này có phải là gia trưởng không? Gia trưởng đó, cái đó là gia trưởng. Cảm thấy may mắn như người đàn ông. Thế rồi bây giờ các bạn nữ nè, thường là các bạn nữ nếu mà không nói mình gia trưởng, nhưng mà kiểu gì thì các bạn cũng sẽ có một cái vài những cái cách để mà mình kiểm soát người yêu của mình.
thì thường là các bạn nữ làm cái gì? Em hay hack Facebook video. Hack Facebook video. Game thủ hả? Sợ chưa? Với lại em hack nick game nữa lâu lâu, tại vì chơi game cũng có mấy nhỏ mặc đồ đẹp đẹp xong rồi livestream này nọ, bắt đầu lên vô live xem livestream kêu ủa hôm qua live hình nhỏ livestream đúng không, kêu ủa sao em biết, anh đừng có hỏi câu vô lý đó. Nói là thấy con trai khổ quá thiệt. Không có để bây giờ mà em làm là bây giờ mình thử nhận định những câu chuyện của các bạn kể coi các bạn nữ đây có ai gia trưởng, em mà có sự gia trưởng không đó hay đó. Không, mà em không gia trưởng, em chỉ lâu lâu thôi. Em nói cậu là không là em gia trưởng rồi đó. Thôi em hát được có một lần đâu, phải rồi hát được một lần hết. Rồi Liz. Em chắc là cũng có một chút đấy. Một chút nhiều. Nhưng mà nếu như tức là nếu mà người đấy cho em cảm giác an toàn ấy thì không bao giờ em đụng vào những cái gì đấy nó riêng tư. Còn đấy là em cảm thấy là có một cái gì đấy thì em sẽ bắt đầu em mầy mò em vào em xem, nhưng mà thường là em nghi ngờ không bao giờ sai hết. Và em luôn luôn bắt được những cái lúc mà người đấy làm cái gì đấy sau lưng em. Có đôi lúc là ví dụ là em tìm được một cái đoạn chat, tức là nhắn tin rủ bạn này bạn kia đấy đi chơi đi ăn cái gì đấy ở đâu đấy, em đã đọc được rồi, tức là em đã biết cái chuyện đấy ở trong đầu rồi. Nhưng mà tức là khi mà em đã hỏi thì em muốn là ý là tao hỏi là vì tao đã biết rồi đấy thì tao mới hỏi, và tao muốn mày thành thật với tao, tức là mày chỉ cần mày thành thật thôi thì tất cả mọi thứ đều qua hết. Nhưng cái vấn đề nó không nằm ở đấy, khi mà em đã hỏi là em biết rồi thì cứ chối bằng được, chối cho tới chết. Tức là đúng rồi, tại vì đâu rồi lỡ cái là chết liền đó, em bảy đó, bảy cái là chết liền luôn á, sao được. Ừ, cái là xong luôn á. Vâng chị. Không, nhưng mà tức là khi mà con gái đã hỏi thì thường là họ đã biết hết sự việc rồi thì họ mới hỏi như thế. Cũng hên xui lắm, có những người thử lòng dữ lắm. Không, khi mà người đấy chối cho bằng được và em bắt đầu là em đã quá mệt với cái chuyện là phải đòi người đấy trả lời, thế em đưa cái máy ra cho xem đoạn chat đấy luôn. Tức là em đã chụp hình cái đoạn chat đấy. Này, làm gì đấy? Đi đâu đấy? Xong người đấy. Làm gì đấy? Đi đâu đấy? Im lặng. Chắc im lặng. Im lặng. Chắc mai mốt tôi xài lại mấy nhắn tin quá. Có cái gì tôi gọi lên tổng đài. Chuyển lời nhắn. Không, thật sự thì em nói thế thôi, nhiều người cũng nói em là khá là ghê gớm. Tại vì là anh thấy điều đấy đó. Tại vì là kiên khi đấy, mà em đấy. Em tức là em từng có người yêu thì là em nổi tiếng luôn là người yêu ghê gớm, tức là mọi người đặt cho em như thế. Tại vì là đôi khi là cái người đấy đang giận nhau mà chỉ cần thấy em là người đấy chạy xa tút luôn. Tại vì biết là có sự hiện diện của em, tức là sợ em tới mức như vậy. Còn Chi thì sao? Bảo biết Chi rất lâu rồi nhưng mà cũng không biết được rằng là Chi có gia trưởng trong chuyện tình cảm cũng như chuyện gia đình hay không. Thật ra thì nãy giờ một sự thú vị rất là to lớn khi được nghe các bạn nữ ở đây chia sẻ những câu chuyện của mình. Tại vì tự nhiên các bạn chia sẻ xong Chi cũng phải nhìn lại mình luôn. Đó giờ mình cũng không bao giờ nghĩ là mình có cái tí gọi là gia trưởng hay không. Thì tự nhiên nghe các bạn kể mình cũng suy nghĩ lại là mình có hay không ta. Tại vì nãy giờ Chi nghe các bạn nói cái câu chuyện gia trưởng làm Chi cảm thấy nha, hình như gia trưởng một phần nó đến từ cái tôi rất là cao. Nó đến từ sự ghen tuông nữa. Nó là xuất phát từ sự ghen tuông và nó xuất phát từ sự ích kỷ nữa. Gia trưởng là ghen tuông cộng ích kỷ cộng cái tôi cao. Thì nó sẽ tạo thành một cái gọi là áp đặt lên cái người kia. Thì ngày xưa khi Chi còn nhỏ hơn bây giờ thì Chi thấy Chi thích cái sự ghen tuông trong tình yêu, bởi vì nó đem lại rất là nhiều cảm xúc. Nó đem lại cho mình người kia yêu mình và mình cũng yêu người kia, thường xuyên cãi cọ đôi khi nó cũng vui. Nhưng mà càng lớn thì Quỳnh Chi nhận ra rằng cái việc ghen tuông á nó làm mình mất rất là nhiều năng lượng. Chính xác. Và nó làm bào mòn cái tình yêu và dẫn dắt một cái tình yêu đang tích cực thành một tình yêu tiêu cực. Nên sau này Chi rút kinh nghiệm là Chi không ghen nữa. Thì tự nhiên khi mình cho người ta cái chỗ để thở thì người ta tự động biết điều cho mình cái chỗ để thở lại. Và tự nhiên cái mối quan hệ nó có cái mầm mống để nó đi lâu dài với nhau được. Còn nếu mà cứ ghen qua ghen lại cho nó thì rất là mệt và kiểu gì cũng sẽ... Sao đi lâu dài mà dùng từ mầm mống nghe ghê quá vậy? Là cũng có nền tảng để bước tiếp vậy. Đúng rồi. Bảo dùng từ hay quá. Nền tảng để bước tiếp. Nói chung là Chi nghĩ là các bạn nữ kiểm soát bạn nam là cũng là một cái điều rất là hợp lý thôi. Tại vì yêu thì mới sợ mất. Và ngược lại cũng vậy, bạn nam cũng vậy, cũng yêu thì mới sợ mất chứ. Nhưng mà vấn đề là cả hai mà làm nhau mệt quá thì khó đi lâu dài lắm. Và đôi khi mình sẽ đánh mất cái tình yêu của mình vì cái sự ích kỷ đó. Tôi nghĩ là những ý kiến của Quỳnh Chi cũng đã có thể là gói lại những cái điều mà các bạn nữ muốn chia sẻ rồi. Thế thì các bạn nam cảm thấy mình như thế nào? Mình có gia trưởng không?
Em nghĩ thì nó cần rút kinh nghiệm điều gì không? Cái việc gia trưởng á là khi một người có thể mà lo hết toàn bộ mọi thứ cho người con người mình yêu á, thì đứng ra gia trưởng thì nó là áp đặt nội dung cái này cái kia thì nó sẽ đúng hơn, chứ so với việc là chỉ vì ghen không thì nó không đúng lắm. Mình phải lo cho người ta trước thì mình có thể gia trưởng. Rồi. Còn riêng Hoàng thì Hoàng chỉ nghĩ mình chỉ đơn giản là người trụ cột thôi. Chứ đừng chẳng dám nghĩ đến chữ gia trưởng làm gì cho nó cao sang quá, to tát quá. Các bạn nam ở đây có ai gặp các bạn gái gia trưởng bao giờ chưa? Không biết cái trường hợp này gọi là gia trưởng hay không ta. Nên VMAT kể cho mọi người xem như thế nào nha. Mình đi quay, tại vì đa phần mình biết mình đi quay thì cái môi trường VMAT làm việc rất là tiếp xúc nhiều con gái, rất nhiều bạn gái. Cho nên là không được giao trước là không được hôn nè. Không được hôn nè, có hôn thì phải dùng kỹ thuật nè. Rồi kỹ thuật là sao anh? Thử cái gì đó, thử cái gì đó. Nghiêng nghiêng rồi lấy giống ốc mái chè đó. Rồi trong quá trình làm việc là không được, chỉ cần mà bả và thấy cái ánh mắt mình mà đi nhìn người khác thôi là cái đó là ghen rồi không ơi. Là ghen thôi. Là ghen thôi đúng không? Ok rồi, cảm ơn mọi người. Rồi. Coi như là ngày hôm nay cũng đã lắng nghe được rất là nhiều những cái chia sẻ của các bạn nữ cũng như các bạn nam. Thì thực ra bảo thấy như thế này. Gia trưởng á, thường là chúng ta đang bị hiểu sai về cái chữ gia trưởng. Gia trưởng không phải là khi mà chúng ta GA vừa mới chia sẻ là chúng ta lo được thì chúng ta có quyền muốn làm gì thì làm. Không phải như vậy. Gia trưởng ở đây tức là cái người trụ cột của gia đình. Và đã là người trụ cột của gia đình á, thì mình phải có đủ bản lĩnh để mình đứng ra mình che chở, mình chăm sóc người mình yêu thương một cách đúng nghĩa tích cực, chứ không phải là mình áp đặt người ta. Tại vì cái chuyện áp đặt á, nó chỉ xảy ra là khi mình không còn kiểm soát được nữa thì mình mới áp đặt thôi. Chứ còn nếu như mình vẫn dành đủ tình yêu cho nhau, niềm tin cho nhau thì cái chuyện gia trưởng chắc chắn nó sẽ không có xảy ra. Thôi thì bây giờ nếu như lỡ ai vẫn còn cái tôi mình lớn quá, ai hết kỳ trong tình yêu quá thì mình giảm bớt cái đó lại. Bởi vì yêu mà cứ nghĩ cho mình không, không nghĩ cho người ta thì làm sao có hạnh phúc được. Đúng không? Yêu là vì cả hai thật sự là dành cho nhau. Và chúc tất cả các khách mời cũng như chúc quý vị khán giả của chương trình sẽ luôn luôn tìm được tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi chương trình. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị sẽ luôn luôn có được nhiều tình yêu đẹp.